Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 50 bộ đề kiểm tra toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 29. 553, 554, 555. 878, 879, 880. 902, 903, 904, 905, 708, 709, 710. Nó qua bài số 2. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng thích hợp vào chỗ chấm. Cái này là hàng trăm là 2, 2, chục 6, 6, hàng đơn vị 8, hàng đơn vị 3, 8 lớn hơn 3. Cái này hàng trăm là 6, này hàng trăm là 5, 6 lớn hơn 5. Cái này là 281, này cũng 281 như vậy bằng nhau. Này hàng trăm là 9, hàng trăm 8, 9 lớn hơn 8. Cái này là hàng trăm là 3, 3, hàng chục 0, hàng chục 1, 0 bé hơn 1. Cái này là 578, này cũng 578 như vậy bằng nhau. Nó qua bài số 3. 3 giờ ta cộng với 2 giờ là bằng là 5 giờ. 5 giờ ta cộng 3 giờ là bằng là 8 giờ. 6 giờ ta cộng với lại 8 giờ là bằng 14 giờ. 7 giờ ta cộng 9 giờ là bằng 16 giờ. 4 giờ ta cộng với 6 giờ là bằng 10 giờ. 5 giờ ta trừ cho 2 giờ là bằng 3 giờ. 6 giờ ta trừ 1 giờ là bằng 7 giờ. 14 giờ ta trừ cho 7 giờ là bằng 7 giờ. 12 giờ ta trừ 3 giờ là bằng là 9 giờ. 16 giờ mà ta trừ cho 4 giờ là bằng là 12 giờ. Nó qua bài tiếp theo là bài số 4, đặc tính đặc tính. 779 ta trừ cho 358. 9 ta trừ cho 8 bằng 1, 7 trừ 5 bằng 2, 7 trừ 3 bằng 4. Năm cộng 3 bằng 8, 9, 5. Sáu trừ 2 là bằng 4, 8 ta trừ cho 2 là bằng 6, bằng 4. 6 cộng 3 bằng 9, 9, 6. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Viết tiếp vào chỗ chấm, tìm x, x cộng 4 là bằng 16. Như vậy cái này là dấu cộng là này là số hạng chưa biết, này là số hạng đã biết và này là tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết thì ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Như là bằng là 12. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết, 20 ta trừ cho 5 là bằng là 15. Chúng ta qua trang tiếp theo. X nhân 4 bằng 16. Đây là dấu nhân, dấu nhân đây là cái thừa số chưa biết, đây là thừa số đã biết và đây là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích ta chia ra thừa số đã biết như là bằng là 4. Cái này cũng tương tự vậy, muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết như là bằng là 4. Câu số 6, nối mẫu bức tranh với đồng hồ tương ứng. Xe đón em đi học lúc 6 giờ 20 phút. 6 giờ 20 phút là cái đồng hồ này nè. Em đi học về lúc 11 giờ 45 phút. Nhờ cái đồng hồ này nè. Em ăn cơm lúc 6 giờ 25 phút. Nè, 6 giờ 25 phút thì đây nè. Rồi cái này là bố chơi cầu lông lúc 4 giờ 45 phút. Này vào đây nè. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. Tô mặt phẳng 4 số hình vuông ở mẫu hình sau.
Một phần bốn có nghĩa là một cái vật gì đó chúng ta sẽ tô, chúng ta sẽ chia làm bốn phần bằng nhau và chúng ta sẽ lấy một phần. Đó. Và cái này chúng ta sẽ có bốn hình vuông thì chúng ta sẽ tô một. Rồi cái này chúng ta sẽ chia theo cột. À. Một cột, hai cột, ba cột, bốn cột. Như vậy chúng ta sẽ tô là một cột này, hai hình. Một cột, hai cột, ba cột, bốn cột. Cái này cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ tô là một cột. Chúng ta sẽ tô một cột bất kỳ. Đó. Một cột, hai cột, ba cột, bốn cột. Như vậy chúng ta cũng tô một cột. Người ta họ chia theo cột. Cái này thường thường người ta họ chia theo cột hoặc là theo hàng. Được không? Theo hàng. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. Giải toán. Câu A, nhóm 1 có 5 bạn, mỗi bạn đều có 6 viên kẹo. Hỏi nhóm 1 có tất cả là bao nhiêu viên kẹo? Tới 5 ta nhân cho 6. Số viên kẹo nhóm 1 có tất cả là? Số viên kẹo nhóm 1 có tất cả là ta lấy 5 ta nhân cho 6 là bằng là 30 viên kẹo. Đáp số 30 viên kẹo. Nó qua trang tiếp theo. Bài B. Mình có 35 viên bi chia đều cho 5 bạn. Hỏi mình còn lại bao nhiêu viên kẹo? Và chúng ta xem nó đề lại nè. 35 viên bi chia đều cho 5 bạn. Hỏi mình còn lại là bao nhiêu viên bi? Như vậy thì trong này là 35 mà chia đều cho 5 bạn thì ta lấy 35 này chia cho 5 này bằng là 7. Vậy là mình còn lại là 7 viên. Đó. Minh cũng nằm trong 5 bạn này. Đó. Số viên bi mình còn lại là ta lấy 35 ta chia cho 5 là bằng là 7 viên bi. Đáp số là 7 viên bi. Nó qua bài số 9. 4 x 8 bằng 32. 3 x 9 là 27. 5 x 7 là bằng 35. 5 x 9 là bằng 45. 45 ta cộng 10 là bằng là 55. 4 x 9 là bằng 36. 36 là trừ cho 12 là bằng là 20. 24. À. 24. 6 trừ cho 2 là bằng 4. 3 là trừ cho 1 bằng 2. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.